đến từ nhóm N21. Sau 2 ngày áp suất đúc kết sách của chặng cuối lên lý sáng suốt thì em có nhận ra được một số các bài học. Tức là mình trước đây thì mình tự đọc sách, mình đọc sách, mình cũng đọc sách nhiều và cũng tìm hiểu nhiều sách như là bí quyết 2.000 từ một phút, rồi bí quyết đọc sách nhanh, đọc sâu, nhớ lâu, trọn đời các kiểu. Tức là mình rất mong cầu mình đọc nhiều sách và mình ứng dụng, mình biết được nhiều ấy, tức là mình tham ấy. Thế nhưng mà đến khi mà học rèn trí sáng suốt, đúc kết sách theo kiểu rèn trí sáng suốt, là đúc kết theo chánh kiến và làm sao không phải mục đích là mình để biết nhiều để mình thể hiện là tôi biết, mà mục đích để ứng dụng vào cuộc sống của mình, thì cái cách đúc kết của rèn trí nó khác hẳn. Trước đây mình đã phá bỏ được cái suy nghĩ là mình phải đọc nhiều, phải biết nhiều á. Thì quan trọng không phải mình biết nhiều bao nhiêu mà là mình ứng dụng như thế nào, và mình ứng dụng theo cái chánh kiến và theo cái mà mình cần ấy. Và em để ý là quan sát thấy là mỗi người có một cái cách đúc kết khác nhau cùng một cuốn sách, nhưng mà mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau. Xong thì em tưởng tượng là trong lớp mình có gần 100 anh chị thì giống như là cuốn sách Kaizen là một con voi ấy. Xong mỗi người sờ một cái, xong người sờ cái đuôi, sờ cái đầu, sờ cái tai, xong bảo là cái con voi nó phải là như này cơ, nó phải xòe xòe như cái quạt, rồi thì bảo là nó phải sun sun như cái chổi. Xong và nhất là sau cái phần thiền ấy thì em nhận ra rằng là mình sẽ không sờ cái tai, không sờ cái đuôi, mà cũng không sờ toàn bộ con voi, mà mình sẽ đứng ở trên cao, mình nhìn thấy con voi, mình không bị dính mắc vào con voi, mình nhìn vào mình để quan sát nó. Nghĩa là mình biết được phương pháp Kaizen nhưng mình không bị dính mắc vào nó. Mình thấy thích cái tai thì mình sẽ ứng dụng cái tai, thích cái đuôi thì mình ứng dụng cái đuôi, chứ mình không bị dính mắc vào nó. Thì nhờ cái 2 ngày áp suất này mà em thay đổi cái cách học của mình, và và từ đó thì mình thay đổi cách mà đọc và ứng dụng vào cuộc sống của mình, bỏ bớt cái bản ngã, cái tham là thể hiện học để mà thể hiện này, thể hiện với cái nọ, thể hiện với cái kia, và thể hiện mà để mà vun cho cái bản ngã của mình. Đó. Em xin hết ạ, em cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.